Em chào mọi người nhé. Em là Thúy, chuyên cung cấp các mặt hàng hoa lan tại thành phố Nam Định. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 ạ. Địa chỉ vườn lan nhà em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Và bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà các bác nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Toàn bộ đơn hàng đều không bao ship, phí ship đồng giá là 40.000 một thùng nhé. Đây, mở đầu cái video ngày hôm nay thì em sẽ lên một số cái mặt hàng kg này. Đầu tiên nó là cái hàng kim điệp xuân nhá. Hàng kg thì hôm nay em sẽ bán đồng giá là 50.000 một bó. Và em đi đơn từ 100.000 nhá. Đây, cứ một bó như thế này là các bác đã ghép được một giò tương đối rồi nhá. Kim điệp xuân hoa vàng cực kỳ đẹp luôn. 50k một bó, 50k một bó nhá. Hàng thì nó mới qua hoa rồi. Bây giờ tầm này là mầm gốc đang lên nhá. Tiếp theo nó sang cái hàng long tu đá này. Long tu đá này em cũng bó theo bó là 50.000 một bó nhá. Đây, tầm này mầm gốc đang lên này. Đó. 50.000 một bó như này. Một bó như này là ghép lên giò đã được một giò tương đối rồi nhá. Gà dẹt này. Cũng một bó 50.000. Đây, đây đang có một cái bông cỏ gà nhá. Đây, qua bên này nữa. Cái này nó là hàng chuỗi ngọc này. 50.000 một bó này. Đó. Cái hàng này em cứ chia cho bó nhá. Còn nếu mà các bác lấy cân thì chuỗi ngọc này em đang bán là 180 một cân nhá. Bên này nó là cái hoàng lạp. Đây, cứ một bó này 50.000. Hoàng lạp này em bán là 140.000 một cân. Đó. Tiếp theo thì em sẽ đi sang cái mặt hàng đai châu nhá. Đai châu này. Châu này của em nó là cái hàng thuần, châu Thái thuần, hoa sổ số, nhưng mà em sẽ bán cho các bác theo cái giá kg 650.000 một kg này. Hàng thì nó có nhiều size cây nhá. Size nhỡ này, size to này. Một cân của nó sẽ dao động từ 3 cây đến 6 cây một cân. Toàn bộ đều là hàng lá mít xếp hết nhá. Mít xếp này. Pha một ít pha, nó có pha với cái hàng mít rụt dịt nhá. Chủ yếu nó là hàng mít xếp nhá. 650k một cân. Đó. Và bên này em đang có một ít cái hàng hoàng lạp thuần này. Hoàng lạp thuần hôm nay em xả luôn cho các bác nhá. 150.000 một giò. Hoàng lạp thuần. Đây. Loạt đây. Đồng giá 150.000 nhá. 150.000 một giò, hôm nay xả sập sàn cho các bác. Đó. Ở đây em đang có mấy cái chậu nhạn 4N này. Nhạn mít 4N nhá. Hôm nay cũng xả luôn là 350.000 một cây. Một cây này thì nó cứ dao động 8-9 cặp lá nhá. Hàng này thì nó hơi bị lỗi lỗ một tẹo. Đây này các bác này. Cái vết lỗ này nó do cái dây thép này nó cứa vào nhá. Nên nó gò lên thôi. Chứ còn hàng không có hàng thối mà lá ngọn còn nguyên này. Đấy, 350.000 một cây. Ở đây em còn 7 cây nhá. Xả nhanh cho các bác. Nhãn Thái này thì hoa nó sẽ nở rải rác từ tháng 4 đến tầm tháng 10 dương ạ. Hoàng hậu xanh hôm nay cũng xả luôn cho các bác một combo 2 cốc 250.000 nhá. Đây. Nữ hoàng của các loài hoa đây, hai cốc hoàng hậu xanh như này. 250.000 nhá. Cứ 250.000 hai cốc, 250.000 hai cốc nhá. Toàn bộ giá hàng ở bên nhà em là đều chưa có phí vận chuyển, nên là các bác vui lòng cộng thêm cho em 40.000 tiền ship vào mỗi một thùng hàng ạ. Đó. Hàng hậu xanh này nó là hoa màu xanh cốm nhá, hoa cực kỳ đẹp luôn, nó được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Hoàng hậu xanh này nó là hàng hoa hè nhá. Đây này, tầm này nó đang lên đấy rồi này. Vòi hoa đang lên rồi nhá các bác nhá. Đây này. Đấy. Hoa của hoàng hậu thì nó cứ nở vào khoảng tầm tháng 5 đến tháng 7 dương ạ. Em vừa về được một lô điệp trắng nhá các bác nhá. Hàng đang nụ này. Giá siêu yêu thương 200k một bảng nhá. Đây.
Đợt này nó đang bắt đầu nó chút lá rồi, đang có nụ nhá, điệp trắng nhá các bác nhá. Mặt hoa đây ạ. Trắng tinh luôn, trắng muốt luôn nhá. Đó. Cứ 200k một em, 200k một em. Hàng thì hiện tại thân nó đang có nụ, thân thì đang sưng nụ nhá. Mầm đang lên rất là nhiều nhé.